Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây anh em ơi. Hôm nay quay giao lưu với anh em một số phôi hai châu nha. Coi mình mới gì hôm nay luôn, mới đi lấy gì nè. Mới làm xong. Đây, số 1 nha. Coi nguyên bầu đất ha. Nguyên cục luôn này. Đó, này em coi đỡ nè. Đỡ nó trái mà nó rất là đẹp luôn. Coi nguyên cục đất nha. Có rợ cặp, còn mấy rợ con, mấy cái rỡ xung quanh là mình tha keo mình làm rất là kỹ luôn nha anh em. Đó, đó. Đây, số 1 nha, cây 20 sang 2 sen nữa anh em ơi, từ dưới lên ha, cũng đỡ nè. Đây, cây này nó đứng xiên xiên nè. Số 1 160 nha anh em ơi, giá là không bao gồm ship ha, cây này bao sống luôn ạ. À, anh em thấy rỡ rỡ nó đi nó trái ra này, bao sống luôn, không bao giờ chết luôn. Đó, mấy cái này anh em về khỏi gần ủ luôn, đem trồng luôn cũng được, hôm sau hết nha. Tại rỡ con rất là nhiều mà nguyên cục đất luôn, mình lấy cục đất cứng ghét luôn nè. Số 1 160 nha anh em ơi. Đây, số 2. Đây, coi đây cũng vậy, ở đây mình cũng đã xử lý rỡ hết này. Nói chung là cây của mình này mình làm kỹ lắm nha anh em. Còn mấy cây ví dụ khách người ta họ bán họ có xử lý keo không mình không biết, cho mình là mình xử lý mình từng những ly từng tí những cái rỡ nhỏ này em thấy không? Là đồ mình tha keo hết, mình gọt ra mình lấy mình dao độc giấy mình làm cây rất là kỹ luôn. Đây, số 2 đó. Đỡ này, đỡ bật cho đỡ là cho anh em coi nha. Đó, số 2 cái này cũng 160 luôn nha. Đó, anh em nào lấy nhiều thì mình đưa giá lên thường người cho ha. Số 2 nha. Đó, cái này cũng vậy, cũng 20 sang rồi nè, mà cái đỡ này nó trải đẹp hơn. Đó, cái này nó nhỏ hơn cái kia một tí nhưng mà nó có cái collect này này. Số 2 cũng 160 nha anh em ơi, cây khá là hay luôn này. Cây thì mình xử lý hết rồi. Đây, số 3, cây này cũng nguyên bò đất luôn này. Đây, dài cây này 60 anh em ơi. Đây, bộ đớ nó đây. Đó, cây này 140 nha anh em. Đớ nó này, anh em nào lấy nhiều 2-3 cây thì mình giảm giá cho 50.000 nha, lấy nhiều ha. Đó, được có 3 cây bầu đất anh em ơi, còn lại không có bầu đất nha, còn lại cho cái rỡ ngoài đây 140 nha. Số 3 nha, giá là không bao gồm ship nha anh em ơi, cây này cao 60. Đó, nó lách lách ở trên này chút nè. Nguyên cục đất luôn, mấy cái này về bao sống cho anh em luôn nha, không bao giờ chết đâu. Về cứ trồng luôn, không còn ngủ đâu. Rồi, giờ mình bán mấy cây một lần luôn này, mấy cây rỡ nha. Số 4 nha, bán đại đi. Đó, 4 cây luôn. Cây này chắc anh em trồng không sống đâu, không. Anh em gửi đi xa sợ trồng không sống đâu. Cây này anh em nào mua nhiều cho luôn ha. Còn không trồng thì mình lại mình trồng thôi. Có 3 cái rỡ đây, 3 cái chân rỡ này anh em ơi. Số 4 nha, 3 cái chân rỡ ha. Đó, 140 luôn nha, 3 cái chân rỡ đây. Được cái này được, còn 2 cái này chân rỡ dài anh em, mà nó lấy cũng khá là ok luôn. Đó, 140 nha anh em, giá là không bao gồm ship nha. Cái này được lấy nó co này. Đó, anh em về lấy giờ đủ hết trồng hết. Số 4 140 luôn nha, còn cái gì không anh em ơi. Đó, rồi bán luôn đi. Đây, 3
cái chân rửa đây là đẹp không? Đó. Ba chân rửa đây đẳng cấp luôn anh em ơi. Đây. Ba cái chân rửa đây là đẳng cấp luôn anh em ơi. Ba coi 200.000 nha anh em ơi. Ba chân rửa đây đẹp. Coi là mình xử lý từ đến từ cái rửa nhỏ luôn nha anh em. Chứ không phải là từ cái to đâu. Đây này, anh em thấy không? Mình đã xử lý hết. Nói chung là từ cái rửa nhỏ là mình vẫn làm hết nha. Chứ không có mà đỡ cho anh em không? Anh em chỉ cần việc ủ và trồng thôi. Hả? Ba cây này 200.000 nha anh em ơi. Số 5. Ba cây 200.000 nha. Hả? Chân rửa anh em cây này đủ kiểu trồng hết này. Cái này trồng đứng chân dài cũng được mà trồng đổ cũng được, kéo xuống trồng đổ cũng được này. Nói chung là đủ kiểu hết. Đây, ba cây 200.000 số 5 nha. Đây, hai cây đây, bán luôn đấy. Hai cây này lớn hơn này. Đó. Hai cây 150 luôn nha. À, cho anh em ha. Cái này chim rửa trồng khá là ok nè, coi đây vậy. Hai cây này 150 nha. À, cho anh em lấy về trồng luôn ha. Trăm rưỡi nha anh em. Bao nhiêu ta, số mấy, số 5, số 6, số 6 trăm rưỡi nha. Đó. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Số 6 cái cây 150 luôn nha. Rồi, anh em nào lấy phôi thì cứ liên hệ với mình nha. Toàn bộ là hai châu lá nhỏ Bình Định nha. Lá rất là đẹp nha. Mình có quay hết nha. Bye bye.